10 năm trước, một phòng khám nhỏ rộng 50m² nằm ở tầng 1 và tầng 2 của một căn nhà trong ngõ 487 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt đầu đi vào hoạt động, đón những vị khách đầu tiên, và phần còn lại là lịch sử. Giờ đây, người thuyền trưởng, tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn có thể tự hào với những gì mà ông cùng đội ngũ của mình đã làm được. 10 năm, từ một cơ sở thành một hệ thống thẩm mỹ được yêu thích nhất miền Bắc. 10 năm không phải là dài, nhưng là một hành trình kỳ diệu. Qua 10 năm, Dr. Hoàng Tuấn đã có mặt tại 3 hạt nhân kinh tế xã hội của miền Bắc là Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long. Ngày 11 tháng 6 năm 2017, Tổ hợp thẩm mỹ 5 sao Hoàng Tuấn Hoàng Quốc Việt khai trương. Ngày 9 tháng 6 năm 2019, Hoàng Tuấn Hạ Long khai trương tại Vinhome Dragon Bay Hạ Long. Ngày 22 tháng 11 năm 2020, Hoàng Tuấn Hải Phòng khai trương tại Vinhome Imperia Hải Phòng. Sắp tới đây, ngày 14 tháng 5 năm 2022, Hoàng Tuấn Ocean Park sẽ chính thức đi vào hoạt động tại Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Tại các cơ sở này, khách hàng được đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp từ làn da với vóc dáng, bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ, da liễu thẩm mỹ, nha khoa thẩm mỹ và spa full xăm thẩm mỹ. Tại các cơ sở này, chúng tôi đều áp dụng một tiêu chí, một giá trị 1HT, một Hoàng Tuấn, một đẳng cấp, một chất lượng. 10 năm qua, chúng tôi đã phục vụ cho hơn 800.000 khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài. Điều đó đã khẳng định cho uy tín và đẳng cấp thương hiệu của Dr. Hoàng Tuấn. 10 năm xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đi cùng với đó là sự phát triển về đội ngũ nhân sự. Chỉ từ 2 bác sĩ và 5 nhân viên trong thời gian đầu, đến nay, đội ngũ ấy đã tăng lên hơn 200 người, trong đó có 31 chuyên gia, bác sĩ, 67 điều dưỡng viên và kỹ thuật viên. Không chỉ có trình độ giỏi, kinh nghiệm lâu năm và đạo đức nghề nghiệp cao, các bác sĩ tại Dr. Hoàng Tuấn đều được tạo điều kiện tu nghiệp, trau dồi chuyên môn thường xuyên để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà họ đảm nhiệm, trở thành chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ. 10 năm hiện đại hóa và đồng bộ hóa cơ sở vật chất. Chiến lược phát triển của Dr. Hoàng Tuấn là tạo nên một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ ở các cơ sở để từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng. Hệ thống phòng đón tiếp và tư vấn thoải mái, chuẩn mực và riêng tư. Hệ thống phòng thực hiện dịch vụ đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế và đẳng cấp quốc tế. Hệ thống thiết bị, công nghệ điều trị hiện đại và tiên tiến đã được chứng nhận toàn cầu về an toàn và hiệu quả. 10 năm đi đầu về công nghệ, ngày nay, sự phát triển và không ngừng cải tiến của các công nghệ thẩm mỹ đã mang đến sự bùng nổ của lĩnh vực làm đẹp. Hiểu rõ được tầm quan trọng đó, 10 năm qua, Dr. Hoàng Tuấn luôn đi đầu ứng dụng các công nghệ làm đẹp hiện đại nhất trên thế giới với phương châm: thế giới có gì tốt, chúng tôi sẽ có cái đó. Dr. Hoàng Tuấn tự hào trở thành một trung tâm điều trị thẩm mỹ công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 thiết bị, máy móc, công nghệ thẩm mỹ hiện đại tiên tiến bậc nhất thế giới như bộ đôi công nghệ đặc trị sắc tố da PicoSure và PicoWay, bộ đôi công nghệ điều trị u máu V-Beam Perfecta và V-Beam Prima, bộ đôi công nghệ trẻ hóa không phẫu thuật Antherapy và Photona 4D, bộ đôi công nghệ điều trị sẹo Acupal và Antapal, bộ đôi công nghệ điều trị giãn màu mạch Island và Gentro Pro, bộ công nghệ hút mỡ tối đa và co da tối ưu Vaser Lipo, Power X và dây plasma, các công nghệ mô phỏng hình ảnh trước và sau phẫu thuật Divina và Vectra XT 3D, hệ thống phân tích và chuẩn đoán tình trạng da VGA, hệ thống chẩn đoán hình ảnh xương hàm mặt CT côn bìm. 10 năm vươn tới đẳng cấp quốc tế, việc cập nhật các công nghệ mới cũng đòi hỏi phải cập nhật các tiến bộ trong điều trị. Do đó, Dr. Hoàng Tuấn luôn đặt mục tiêu hoàn thiện các quy trình điều trị, quy trình thẩm mỹ theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế. Để làm được điều đó, Dr. Hoàng Tuấn đã tổ chức hàng chục sự kiện chuyên môn, hội thảo khoa học lớn nhỏ. Thông qua những hoạt động đó, chúng tôi đã chia sẻ và lan tỏa các phương pháp, quy trình điều trị tốt và khoa học với sự hỗ trợ từ các bác sĩ giàu kinh nghiệm, các chuyên gia quốc tế và công nghệ hiện đại. I have been around the world, have seen many facilities, both public and private hospitals, and particularly private hospitals committed to plastic surgery. I have not seen a better clinic anywhere in the world. It meets the highest standards, not only in attention to the detail, but in the approach to the patient. Very welcoming and very assuring to the patient. Very good. This is the big advantage. Tôi đã xem rất là nhiều kết quả điều trị từ các bác sĩ da liễu có rất là nhiều kinh nghiệm trong điều trị laser tại Việt Nam. Chúng tôi thấy rất là ấn tượng với cái hiệu quả điều trị mà thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn mang lại cho khách hàng. Tất cả đều hướng đến khách hàng. Dr. Hoàng Tuấn luôn đặt lợi ích của khách hàng là ưu tiên số 1. 10 năm cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Không chỉ có chuyên môn, không chỉ miệt mài gìn giữ sắc xuân, team Hoàng Tuấn còn là một đội ngũ nhiệt huyết, hết lòng vì cộng đồng. 10 năm qua, chúng tôi đã đóng góp cho xã hội hàng trăm chương trình thiện nguyện với tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng. Dự án thẩm mỹ từ thiện thay diện mạo đổi cuộc đời đã và đang giúp cho gần 1.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tìm lại sự tự tin và có nhiều cơ hội hơn trong công việc và cuộc sống. Đồng hành cùng chương trình Trái tim cho em, Dr. Hoàng Tuấn đã giúp cho 5 cháu nhỏ được hồi sinh nhịp đập. Chương trình xây trường vùng cao đã xây dựng được 3 điểm trường cho các em học sinh ở Cao Bằng và Điện Biên.
Chương trình xây nhà tình nghĩa đã mang lại mái ấm an toàn và vững chắc cho 8 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có người là thương binh liệt sĩ có công với Tổ quốc. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 và thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của rất nhiều người, đặc biệt là những người dân lao động, người già, cựu chiến binh, bệnh nhân hiểm nghèo. Thời gian qua, cây ATM gạo của Việt Nam đã lên cả truyền thông thế giới về những tấm lòng tương hỗ trong mùa dịch. Nhưng không chỉ có ATM gạo mà giờ còn có cả ATM mì tôm, nguồn hỗ trợ người khó khăn có thể khác nhau nhưng đều chung một tấm lòng vì cộng đồng. Trước tình cảnh đó, ATM mì tôm trứng di động và cố định do bác sĩ Hoàng Tuấn sáng lập đã trao tặng 195.000 gói mì và hơn 39.000 quả trứng gà. ATM gạo trao tặng hơn 50 tấn gạo cho các bệnh nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động nghèo, trẻ câm điếc có hoàn cảnh khó khăn và rải rác ở nhiều tỉnh thành phố. Khi dịch bệnh bùng phát mạnh, những chuyến xe tốc hành mang tên Dr. Hoàng Tuấn đã liên tục lăn bánh, mang thiết bị vật tư y tế, mang những món quà trao tới tận tay các bệnh viện, các tỉnh thành đang căng mình chống dịch. Những ngày hè năm 2021, khi Thành phố Hồ Chí Minh bước vào đỉnh điểm dịch Covid-19, được sự phân công của ban lãnh đạo Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bác sĩ Hoàng Tuấn đã lên đường Nam Tiến, tăng cường hỗ trợ chống dịch, san sẻ với các đồng nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Đây là một cuộc chiến đặc biệt. Chúng ta vẫn biết rằng là một cuộc chiến không có tiếng súng nhưng mà vẫn có thương vong, và những người lính của chúng tôi không cầm súng ra trận nhưng mà chắc chắn sẽ chiến thắng trở về. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên của Thẩm mỹ Hoàng Tuấn cũng đã hỗ trợ chính quyền địa phương tham gia lấy mẫu và tiêm chủng, góp phần vào công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn cho người dân. Ngay sau đó, bác sĩ Hoàng Tuấn tiếp tục trao tặng xe cứu thương trị giá 880 triệu đồng cho Sở Y tế Phú Thọ để ngành y tế tỉnh có điều kiện tốt hơn trong công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 và phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đúng như bác sĩ Hoàng Thành Tuấn chia sẻ, đó là trách nhiệm của chúng tôi, phải làm, phải cống hiến, phải cho đi. 10 năm xây dựng và hình thành văn hóa và con người Hoàng Tuấn để làm nên sự phát triển vượt bậc trong 10 năm. Ngay từ những ngày đầu, ban lãnh đạo Thẩm mỹ Hoàng Tuấn đã đề ra chiến lược phát triển văn hóa và con người Hoàng Tuấn. Trong đó, ưu tiên vào con người là những nhân viên đang làm việc, đang cống hiến, đang gắn bó với Hoàng Tuấn. Chúng tôi chú trọng tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân viên năng động và sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân tốt nhất. Nét đẹp văn hóa doanh nghiệp được củng cố qua những hoạt động team building, kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ, những sự kiện dành riêng cho nhân viên như dịp Tết truyền thống, tri ân nhân viên, xây nhà cho nhân viên ở miễn phí. Đó thực sự là yếu tố làm nên thành công của Thẩm mỹ Hoàng Tuấn trong 10 năm qua và sẽ là động lực để phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo. 10 năm, một hành trình kỳ diệu. 10 năm, một hành trình kỳ diệu đủ để đánh dấu vị trí của Thẩm mỹ Hoàng Tuấn trong ngành thẩm mỹ, là địa chỉ tin cậy trong lòng khách hàng trong và ngoài nước. Nhìn lại chặng đường đã qua để thấy rằng con đường đi đến thành công không hề dễ dàng, nhưng với tâm huyết và tiêu chí hoạt động, làm thật, việc thật, giá trị thật đã từng bước đưa Dr. Hoàng Tuấn lên tầm cao là thương hiệu hàng đầu về thẩm mỹ. Chúc mừng 10 năm thành lập Dr. Hoàng Tuấn.